Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách thay kim bấm nha các bạn, cho cái đồ bấm mình xài hàng ngày ha các bạn. Thì khi hết á, thì chúng ta sẽ thay như thế nào, thì có một số bạn không biết cách thay cũng như mình mới vừa biết đây thôi. Thì cái này có hai loại lớn và nhỏ, thì lớn nhỏ gì cũng có một cách thay thôi mấy bạn nè. Mấy bạn bấm hết cái phần kim này thì thay, giờ mình sẽ ví dụ cho mấy bạn xem ha. Rồi, khi mà mình hết kim vậy thì mình thay ra, mình sẽ kéo cái này vô đó, mở ra thì mình sẽ dùng cái kim mình mới mua, một hộp về rất là nhiều kim nha mấy bạn. Đây mình sẽ lấy cái kim, đừng có lấy cái phần rụng rụng, lỡ nó bị rạy gãy ra rồi mấy bạn đừng lấy phần rụng nữa ha. Mấy bạn lấy cái nguyên mình lọc úp xuống, mình để từ ở cái phía giữa nè mấy bạn. Đây mình để phía giữa, mình đẩy nó lên đó, các bạn đẩy nhẹ nó lên là nó tới rồi. Rồi bắt đầu mình úp cái này xuống nè, đó rồi xong. Các bạn thấy không, nó đã vào cái khớp của nó rồi nè mấy bạn. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần bấm một cái thôi, bấm một cái bỏ đi là nó đã xong, ok rồi đó, là xong rồi ha. Bây giờ mình lấy giấy mình thử cho các bạn coi nha, đó nó đã xong rồi đó bạn. Giờ kim lớn kim nhỏ gì nó cũng một cách thay đó thôi. Mình thay mình mua một hộp có 5.000 thôi, mình thay là múc mùa lại thủy luôn, hay rất là nhiều luôn đó bạn, cái hộp kim này rất là nhiều luôn. Rồi bạn nào có chưa biết sử dụng thì chưa biết cách thay thì xem video của mình ha, hy vọng cái video của mình sẽ giúp được các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.